Hello mọi người nha, lại là Hải, Hải Funo. Thì bây giờ mình tiếp tục theo chân đồng hành cùng với anh chủ vườn ở giai đoạn là cây 13 ngày sau khi trồng ha. Thì anh chủ vườn hiện tại thì đang bắt đầu vô dây ha, vô dây. Cái ở giai đoạn 13 ngày này á, thì mình sẽ kiểm tra rễ và mình nâng EC để mà chuẩn bị cho quá trình mà xiết nước ha. Cái giai đoạn này mình sẽ chuẩn bị xiết nước thì mình làm gì thì anh em cùng theo dõi nha. Cái này đi ha. Ở giai đoạn này á, là cái những cái mầm này nè nó cũng chuẩn bị bung rồi ha. Khi mà mình xiết nước á, là hầu như cái mầm này nó cũng bật ra ngoài hết luôn. Đây. Ồ, rễ nó cũng đẹp ha. Để ra ngoài hết này, hai bên. Đâm qua bên này luôn này, đâm qua bên này luôn. Ồ, cái bầu này là cái bầu hồi trước mình kiểm tra này. Có cái vết cũ này này, nè. Nó đâm ra ngoài luôn anh này. Nè, nó đâm ra ngoài khỏi cái chỗ mà bữa trước mình moi á. Ừ. Nhưng không phải. Nhưng này. Cái chỗ này nó thiếu á. Dạ. Yeah. Thấy cái moi chỗ này là cái lúc mà giống như cái chỗ mà ban đầu em moi nè. Dạ. Hả? Moi là mình bỏ vô lại nó không có đều á. Rễ thì trắng ha, những cái đầu rễ thì sáng này, đây vào cho mọi người thấy, đầu lại sáng, cái miền lông hút này này, nó nhiều, ha. Lông hút nó nhiều, đấy, thì cái cây nó đang ăn dinh dưỡng mạnh ha. Sơ nhiều nó đâu có thấm nước nhiều đâu. Đúng rồi. Cho nên mình cứ đảo liên tục á thì rễ nó ra đều hơn. Mà cái tỷ lệ sơ mụn anh đang xài này là đẹp này. Ừ. Nó lon nước được đều. Nó không có bị khô. Không có chỗ nào bị khô. Sơ nhiều quá nó bị khô đúng không? Đúng rồi, sơ nhiều quá nó khô nó lại. Nước ra. Đúng rồi, nó lại rút nước xuống dưới. Sơ nhiều quá thì mình phải tưới nhiều lần. Một lần ít nước ha. Chứ không có, nó không có độ giữ nước á, thì mình phải chấp nhận tưới nhiều lần. 1.7 ha, 1.75. Thì chứng tỏ một điều á, là cây này đang tăng sinh rất là mạnh nha. Cho nên mình phải ép EC lên cái nước vào á, là ngày mai là mình sẽ ép lên 3 chấm nha. Ép lên 3 chấm để mình nâng cái EC này lên này. Để cây nó có khả năng mà ăn dinh dưỡng được mạnh ha, 1.76. Đấy, ok. Cây khô kéo ra. Ok. Kiểm tra kỹ cho anh thôi. Đưa lại cho em cái đó đó. Đưa lại cho em cái đó. Ok. Cái môi trường thì nó lên quanh khoảng 6 chấm. Cái này là mình ép EC 3.2 ngày ha, tầm 2 ngày. Một lần thời gian tưới thì rơi vào khoảng 5 lần. Cái này khoảng 5 lần. Một lần anh đang tưới là đang tưới bao nhiêu phút đây? 3 phút à? 3 không? 3. 3 phút. Ừ. Đúng rồi. Có buổi trưa anh tăng nó thêm 1 phút. Dạ. Yeah. Nắng á chị, nắng lắm á, anh mới tăng nó thêm. Chứ mà còn không nắng mấy thì anh cứ cũng để 3 phút thôi. Ok, thì cái tỷ lệ mà mình pha phân bón ở giai đoạn này á, thì mình đang cho là cái hai cái tệp phân cái ha. Thì cái tăng A, cái bồn tăng A thì mình sẽ pha là 20kg canxi với lại 5kg KNO3. Còn tùng bột phân B á, thì mình sẽ pha là 25kg Cytoke Sweet Pepper hay còn gọi là lau ớt ha.
thì mình đi EC 2.5. Cái ngày hôm nay là anh chủ vườn đang đi EC 2.5 ngày thứ hai. Thì đằng đầu khi mà mới trồng thì mình đi EC 2 chấm. Tiếp theo là ngày mai và ngày mốt mình sẽ đi FEC lên 3 chấm. Và sau 2 ngày thì mình sẽ bắt đầu xiết nước. Ngày hôm nay là ngày thứ 13, thì tầm ngày thứ 15 thì mình bắt đầu cho xiết nước. Ở giai đoạn này thì theo sự quan sát của mình kèm với là sự chăm sóc của anh chủ vườn thì những cái yếu tố mà chết rạp cây con hay đồ thì ít, chỉ có một vấn đề nhỏ đó là bị bọ chỉ ha. Thì cái việc mà kiểm tra về côn trùng thì mình phải tuyển ra thường xuyên ha. Thì cây này thì mình thấy những cái lá này nè là những cái lá mới bị ha, mới bị sau khi trồng nha. Còn những cái cây mà những cái lá mà dài như vậy là khi mà cái con nó đã bị rồi, thì những cái lá này là lá mới. Kèm với là mình thấy lá non này nó vẫn hơi nhăn ha, thì mình nên kiểm tra thường xuyên để mà mình bơm phòng ngừa, tránh cái để trường hợp mà nó lây lan. Đặc biệt là cái bầu này nè, nó đang hai có hai cây liên tục luôn, hai cây đều bị bọ chỉ như nhau luôn. Cho nên nếu mà có thời gian hơn nữa thì mình sẽ cho anh chủ vườn là mình sẽ bơm điểm những cái vùng mà mình thấy là nó sẽ bị nặng thì mình sẽ bơm điểm chủ vườn đó trước, sau đó mình sẽ bơm phòng ngừa cả vườn, thì nó tránh trường hợp là lờn thuốc. Anh được mình làm cái dây này lâu không anh? Dạ anh em. Cái dây này là mình làm mấy mét đây? Cái dây của mình 3 mét. 3 mét hả? À. Ok. 3 mét xong rồi mình làm cái móc lên cho tiện nè. Nhiều người thì người ta cột. Đứng dây nhàng cột. Mà anh thấy công nó bằng nhau ạ. Nhưng mà ý là của ảnh là ảnh móc lên xong rồi làm chậm, xong rồi mình lấy cây mình kéo ra, tại cái dàn này hơi cao, tới 3 mét luôn. Đứng lên cầu thang rồi hơi chóng mặt luôn á. Cho nên mình làm cái này thì nhanh hơn. Đấy. Thì mình cứ chải thôi, mình cứ đếm số lượng cây, số lượng dây là mình chải ra. Cứ một cái bầu này là hai dây một bên, hai dây một bên, tức là một bầu này là sẽ là bốn nhánh này. Một cái bầu này bốn nhánh, một cây hai nhánh. Thì mình cứ nhắm vậy mình chải ra. Sau đó mình dùng kẹp vào. Thì ở đây là anh chủ vườn trồng theo phương cách là mình trồng hai cây hai bên nha, nên trồng cây hai bên chứ không phải là trồng hai cây theo hàng dọc. Thì mình sẽ để mấy mốt mình sẽ trừ hai nhánh thôi, một cây này hai nhánh và mình ngã qua hẳn một bên này luôn. Cho nên là cái việc mình chải dây nó cũng đơn giản thôi. Mấy mốt cái chặng ba này, đây là cái bông, cái này là có cái bông cái rồi này. Mấy mốt nó chặng ba, nó sẽ sinh cái chặng ba ra, thì mình sẽ là lấy bỏ một nhánh, sau đó mình lấy hai nhánh thì mình ép theo hai cái dây mà mình đang keo đây. Đấy. Một sào này treo này cũng hơi nhiều công anh ha. Thấy hôm qua, hôm trước là em vô là anh thấy anh treo dây anh rồi. Hôm trước là treo dây trước, hôm giờ là vô dây để cách đây 2 ngày. Kẹp gốc nè. Cho nên nó hỏi là khoảng thời gian mà vô dây với lại đảo ghim thì anh chủ vườn là nên thiết kế cái khoảng thời gian mà mình chuẩn bị xiết nước ra để này, và trong giai đoạn mình xiết nước ra để mình quan sát cây là mình làm luôn, chứ không là khi sau quá trình xiết nước thì mình ép trái thì mình làm những giai đoạn này nó không kịp ha. Những cái giai đoạn này, những giai đoạn rất là tốn công ha. Ok, đó là những cái quan sát ha, và mình những cách mà mình đồng hành cùng với anh chủ vườn ở giai đoạn mà trước khi xiết nước ha. Cái thời gian mà để cái cây xiết nước thì nó rơi vào từ 9 ngày tới 15 ngày, thì mình không có một cái thời gian chính xác, mình phải kiểm tra những cái yếu tố mà chuẩn để mà cái cây nó có khả năng ra rễ tốt, và cái mục đích xiết nước mình nó sẽ đảm bảo được nhất ha. Thì anh em có thể theo dõi những cái clip sau trong quá trình xiết nước cái cây nó như thế nào ha. Ok, cảm ơn em nha.